Ai cũng chú ý đến thành tích, nhưng khiêm nhường mới là giá trị thật của sự tự tin. Từ hồi năm cấp 1 nha, là anh luôn luôn có tên trong đội tuyển năng khiếu vẽ của thành phố nè. Anh tham gia nhiều giải thưởng lắm. Rồi anh được cúp nè, bằng khen treo đầy nhà luôn. Ngọc à, dạ. Anh nói em rồi mà. Em xin lỗi Vy. Ủa thì có sao đâu, đừng có để cho người ta nhập nhằng về cái chuyện mà khiêm nhường. Rồi mà nếu mà lỡ nói ra thì nó cũng chỉ là một cái sự gọi là mình chia sẻ thôi. Vậy con khiêm nhường thế nào để vẫn tự tin tỏa sáng? Tại sao mình phải để ý đến cái chuyện là người ta có thích hay không thích? Đừng hình thành cái điều đó trong đầu trẻ, trẻ sẽ bị tự ti ngay lập tức. Khi mà bạn khiêm nhường ở đây không có nghĩa là bạn thể hiện rằng đừng biết gì về tôi hết. Mà khiêm nhường phải là câu chuyện là tôi trung thực với bản thân của tôi. Hãy cùng Quyền Năng Phái Đẹp khám phá bí quyết trong chủ đề Dạy Con Sống Khiêm Nhường, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ 6 ngày 18 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.